Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại với kênh của mình. Xin mọi người hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất. Thường chúng ta làm YouTube, không biết lịch sử của YouTube như thế nào, thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người là sơ lược về lịch sử của YouTube. YouTube là một nền tảng chia sẻ video trực tuyến của Mỹ, có trụ sở chính tại San Bruno, California. Nền tảng này được tạo ra vào tháng 2 năm 2005 bởi ba nhân viên cũ của Baiba, đã được Google mua lại vào tháng 11 năm 2006 với giá 1,65 tỷ đô la Mỹ và hiện hoạt động như một trong những công ty con của Google. YouTube là trang web được truy cập nhiều thứ hai sau trang Google tìm kiếm. YouTube cho phép người dùng tải lên, xem, chia sẻ, thêm vào danh sách phát, báo cáo và nhận xét về video, đăng ký người dùng. Nội dung sẵn bao gồm video clip, đoạn chương trình truyền hình, video âm nhạc, phim tài liệu ngắn và tài liệu, bản ghi âm, đoạn giới thiệu phim và các nội dung khác như viết blog bằng video, video sáng tạo ngắn và video giáo dục. Phần lớn nội dung trên YouTube được các cá nhân tải lên. Người dùng không đăng ký vẫn có thể xem được hầu hết video ở trang, còn người dùng đăng ký được phép tải lên với số lượng video vô hạn. Một số video chỉ dành cho người dùng trên 18 tuổi. YouTube kiếm doanh thu quảng cáo từ Google AdSense, một chương trình nhắm mục tiêu quảng cáo theo nội dung của trang web. Tính đến tháng 8 năm 2019, YouTube xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.